Vì khi như Bitcoin kinh dẫn kiếm tiền là property hàng đầu tại Việt Nam. Nếu các bạn còn chưa đăng ký kênh thì bạn nhớ bấm nút subscribe để bạn đăng ký cập nhật liên tục dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ trên kênh. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt tiện ích Casper dành cho mạng Como hay dùng với token Atom đấy trên trình duyệt Chrome. Thì để cài đặt cái Casper này thì các bạn vào link phía dưới phần mô tả video. Link này sẽ dẫn trực tiếp các bạn đến đây và các bạn ấn vào cái chữ Enable for Chrome này. Tiếp theo chúng ta ấn vào nút đợi, nút thêm vào Chrome. Nó thêm tiện ích này. Lúc này thì các bạn có thể ghim cái tiện ích này ra bên ngoài để các bạn có thể tiện thao tác hơn. Ta mở tiện ích ra. Và khi mở tiện ích ra thì chúng ta sẽ có thể đăng nhập với tài khoản Google. Hoặc là các bạn có thể là tạo một cái ví tồn tại bên ngoài. Tạo một lưu account. Đấy, khi tạo thì chúng ta sẽ có 12 và 24 từ. Các bạn có thể điền tên vào đây. Và các bạn vào nút like. Sau đó ta điền lại thứ tự của 12 hoặc 24 từ đó. Rồi, mình sẽ lần lượt mình điền. Loa. Unless. Tôi là đồ. Hôm Green Bichon rồi chúng ta làm nút đăng ký. Hôm nay thì các bạn có thể nút đô, bạn đã tạo xong phần ví. Đó, đây chính là cái địa chỉ ví Commode của các bạn này. Được chưa? Bên cạnh đó thì chúng ta có thể thay đổi mainnet sang các cái mainnet khác. Như là Kava này. Con Kava ở mạng Kava Chain này. Được chưa? Rồi các cái mạng khác, rất nhiều mạng có thể là tích hợp vào đây được. Đấy. Rất nhiều con và quan tâm nhất là con Commode. Trên này nó cũng có cái giao diện để các bạn nạp tiền, khi nạp tiền vào đây. Và nó đây copy địa chỉ ví. Đấy, đó là đối phần nạp tiền nhé. Còn gửi coin thì bạn có thể nút xin đây, khi có token thì có thể gửi được này. Lấn vào đây thì cũng bắt gọi copy địa chỉ ví này. Đây có cái giao diện ba dấu chấm, ở đây thì còn nó có address book, chúng ta có thể ấn vào add new để tạo thêm một cái ví nữa. Cho phần cài đặt này thì có thể thay đổi ngôn ngữ và quản lý các kết nối ở cái website, ví dụ website không kết nối chúng ta có thể edit ở đây. Ấn vào avatar ở đây thì các bạn có thể ấn vào vào chấm, chúng ta ấn vào view memory, các bạn có thể trích xuất lại khóa riêng nếu như bắt đầu các bạn quên chưa lưu lại. Đây. 12 từ đấy. Rồi ba dấu chấm này thì cũng cho các bạn thay đổi tên và xóa cái tài khoản đi. Đây là các bước để các bạn có thể tạo được một ví Casper, một ví quản lý mạng Como hay là rất nhiều các cái mạng khác có ở trên trên ví này. Bây giờ thì admin sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn anh em cách tạo một ví Como trên Casper. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn trong các video tiếp theo.